50 cây. Miễn phí vận chuyển luôn. Bán kính 50 cây luôn đấy. Bên em thì hỗ trợ 50 km đầu tiên. Và còn xa hơn thì nó cũng mất thêm mấy trăm nghìn hoặc là vài triệu thì tùy khu vực. Còn anh ngay trong Mỹ thì em giao tận nơi luôn. Tiện em đang có chuyến trên đây em đi bảo hành luôn. Đang có khách ở trên trường Mỹ bảo là đi bảo hành cái lục bình nó hơi bị nứt răm. Có bảo hành chứ. Tại vì em cứ ví dụ như là anh không may bị nứt răm, nứt li ti một tí thì anh alo em thì hôm nào mà có chuyến như anh này qua mắt em có thợ qua xử lý luôn. Vâng, tùy dáng ghế này thì nó sẽ có cái đôn kẹp đầu bàn. Còn dáng ghế kia tại vì ghế nó ngắn thì mình phải làm đôn kẹp ghế để cho nó cân bằng với cái đoạn này. Đấy. Nhưng mà cái này là có ghế đôi này hay là một cái? Một cái thôi, một cái của cái này, một cái của cái này. Cái này bên này à? Vâng, đúng rồi, cái vòng vòng này bên kia, đúng rồi, chính xác. Mua thêm được mà. Mua thêm được, đơn giản. Nhưng mà nó bị dài quá. Bộ này mà kê đôn kẹo đầu bàn nó bị dài quá. Bộ này này, mà chỉ làm đôn kẹo đầu bàn ấy, nó bị thòi lòi tận ngoài này này. Nó bị dài quá. Tại vì bộ bàn ghế này nó cũng thiết kế như vậy rồi. Nếu mà chị muốn đặt đôn này thì em lại làm thêm cho chị một cái đôn như này. Nhưng nó bị dài thòi lòi ra ngoài tận trên đầu bên này này. Đấy, nhìn em sợ nó không được đẹp thôi. Còn cái hoàng gia thì ghế nó rất là dài, ghế 2m6 thì mình làm thêm đôn kẹo đầu bàn. Thì em thôi. Thì vệ sinh thì đỡ hơn đấy. Yên tâm, vệ sinh em đánh bóng lại đi thì nó đẹp như mới luôn. À, chỗ này có cả chân ở đây khỏe hơn. Vâng, đúng rồi. Tại vì đoạn nó dài hơn, đâm ra bắt buộc phải làm 8 chân. Nó khỏe khoắn hơn. Cái đám này này, nó chắc là nặng hơn. Nó không đục chạm nhiều. Chân chu. Vâng, cái này nó đắt hơn là vấn đề gì? Gỗ hay là nó gỗ yếc thì khối lượng gỗ nó giá tiền nó như nhau, con này thì khối lượng gỗ nó làm nó tốn nhiều hơn và cái công đục chạm nó cũng ngang ngang nhưng mà cái khối lượng gỗ nó làm nó nhiều hơn, đục chạm thì nhiều hơn những khối lượng gỗ con này làm nó nhiều hơn. Đoạn con này là 2m6, con kia có 2m30 đấy, dáng ghế to hơn. Đúng rồi, vâng, con này bàn nó cũng to này, con này bàn phòng khách nhà rộng thì làm bàn này này, bàn 81 này. Thoải mái, với cái ghế nó cũng dài hơn nhiều, ghế nó dài hơn 30 phút. Thoải mái rồi ôi. Con này không tựa đầu đâu, con này tựa thì đau đầu lắm. Con này tựa đầu thì được. Đấy. Con này mà đang chưa có, không có gối mà tựa đây là hơi đau đầu ấy. Để em bo hết vào đây. Góc này có một khuôn tranh. Nó có chỉ gá mà thôi. Không, nó thì đây là đinh của cái này. Quan trọng cái ván mặt đây này, ván mặt này thì nó không có đinh. Nếu mà đinh thì thứ nhất là bắn, cái ván mặt này mỏng lắm, nó có độ tầm khoảng 8 ly đến 1 phân thôi. Mà bắn đinh vào nó hay bị thòi lòi ra ngoài. Cái độ tầm 8 ly, này 8 ly đấy. Em cưa là toàn bộ phải 8 ly cái hậu này. Đấy, thì như vậy thì làm nó mới chắc chắn được. Đây, khuôn tranh hết này, bó khuôn hết. Nó không cần phải đẹp nhưng mà ít ra nó phải chắc chắn, nó không bị tụt hậu. Đấy, như bàn bộ này thì đục tay. Đây đục tay anh ạ. Hàng cao cấp rồi, nó khác. Cao cấp hết. Mặt này nó phải dày 4 phân thì mới đục được. Không đục được như này, đúng không ạ? Nhưng mà tùy mặt hàng thôi, hàng này ván có 2 phân thì chỉ đục được thế thôi. Còn con này thì nó hàng giá trị nó cao hơn hẳn rất là nhiều luôn. Gần gấp đôi. Hơn gấp đôi. Còn một con này có 108, con này có 75. Vâng. Như bộ này thì gỗ lạt thì nó già gỗ rồi. Cái màu sắc nó cũng rất là khỏe màu. Đây hương đấy, hương đá hết, đây tất cả hương đá hết. Nhưng mà nếu mà để mà gỗ mà đều màu hoặc là nó lì màu thì con này lì hơn này. Bộ này khỏe hơn cả bộ này. Bộ này màu nó hơi nhờ một chút. Nhưng nếu mà khỏe màu thì bộ này khỏe hơn này. Màu gỗ nó già hơn. Bộ này bao nhiêu? Bộ này thì 73 triệu 8, rẻ hơn cả bộ kia. Mua hơn 60. Nhưng mà phải tùy hàng, phải tùy dáng hàng. Hương à? Chắc là to hơn. To hơn hoặc là nó tùy vào con hàng hoàn thiện. Bộ này có tầm 30 triệu còn có chứ đừng nói 60 triệu. Nhưng nó bé hơn và nó không được đẹp như này. Nó tùy hàng, nó nhiều giá mà. Không để nguyên vân, tại vì chọn vân nếu mà đục lại đi thì phí lắm. Vân nó đẹp như này thì nếu mà để mà đục đi thì nó phí. Em để trơn hết. Vân chun sụn này. Để chun sụn hết này. Nứt răm. Nứt răm đấy, cái dòng này thì lại bị nứt răm nhưng mà xử lý được. Bộ
trước khi dao xử lý cho. Vâng, sáng màu hơn, tươi hơn. Cái dòng chun sụn này thì nó hay bị đứt răm đi đi như này, nhưng mà thực tế là cái này đơn giản xử lý, đơn giản thôi. Nâng tầm là lên từ tiền trăm. Không, giao ngắm bộ kia xem, nếu mà được bộ kia thì rất là sang rồi, 6 phân. Mà tràn chân 16, còn đấy thì bây giờ đang bán chạy nhất bên em luôn, là phân cao cấp luôn, phân 100 một chút kia. Anh chị có ngắm thì qua ngắm thử xem nó có khác biệt gì không. Đây bộ này này. Đấy. À, bộ này thì nó là hàng rất cao cấp rồi. Anh chị cứ ngồi thử đến dáng bộ này phát nó khác hoàn toàn luôn. Kiểu nó lên ngôi luôn đấy. Anh chị ngồi từ cảm giác nó bệ vệ hơn rất nhiều. Vâng. Dòng này trơn thì em làm toàn bộ trơn hết thì em chọn vân luôn. Cái ghế anh đang ngồi, anh nhìn cái vân của anh, ghế anh đang ngồi là nhìn nó khác hoàn toàn rồi. Cái mặt sau ấy, mặt sau anh ngồi. Đấy, vân viết nó đẹp. Vân viết đá. Nó đẹp đẹp rồi, để vân. Để vân mà cái dáng ghế nó sang hơn. Con này là mặt nó 6 phân hết, mặt liền hết, thì nó đắt hơn. Vâng, kéo móc mon, con phải vẽ bắn. Con này nó cao cấp hơn, thì nó làm nó chuyện chu hơn. Con này 113 triệu. Đấy, nó cũng đều có dây hết, tất cả làm đều có dây hết. Mộng mạc cũng hết. Vâng. Chất gỗ thì nó như nhau thôi. Đây anh có lật gầm em cho anh lật gầm kiểm tra. Để anh xem cái gầm với em hoàn thiện. Đây anh để một chút em lật hẳn lên. Lật hẳn lên cho xem cái gầm. Gầm này nhá, thì bên em làm là toàn bộ vam hết. Nghĩa vam gầm bên này, để em soi một cái đường vào tầm hơn một phân. Để em đóng cái này vào để cho chứ nó vam. Bắn nếu không phải bắn đinh, nếu mà bắn đinh hoặc là dán keo vào thì nó giá trị nó rẻ hơn rất nhiều. Đấy, còn con này là 100% vam như này, vam mặt như này là kỹ thuật rất là cao. Đòi hỏi là thợ phải có tay nghề mới vam được như này. Vam khít đét như này thì sau không lo cái ván mặt bị co ngót. Đấy, chứ còn nếu mà bắn đinh vào thì sau này nó hay bị vênh cái ván mặt. Đấy, cái gầm viết là hoàn thiện hết nhá, tất cả gầm này làm lót hết này, làm sạch hết, nói chung là trà hết nhám hết tiếc đi, xong rồi em bắt đầu là làm lót lên. Đấy. Nặng lắm anh ạ. Đây một quen này đấy. Cho người ta chốt cũng khó. Khó. Lại còn bê tầng hai được thì không thì mua, nếu mà xác định đầu tư trước, tại vì xác định mua một bộ này mình gắn bó mình cả đời. Nói thật là đến đời con đời cháu mình thì có khi vẫn đang dùng bộ này. Thế nên là có thể là bây giờ nó đang hơi với một chút, nhưng mà nếu mà cố gắng được thì 1-2 năm sau nghĩ lại thì mình mới thấy biết thế mình mua bộ này. Hơi quá so với nhưng mà nhìn nó khác biệt hoàn toàn. Giá trị hơn, nói chung là khách em đến xem thì họ nhìn cái ván mặt là họ thấy nó loại cấp luôn. Đó. Mặt nó dày dặn mà. Cái mặt nó nguyên khối nó nhìn là đặc cấp hơn rất là nhiều. Dày. Mặt kia phải mấy phân? 6 phân. Vâng. Còn bên kia là mấy? Khuôn tranh nó là 4, còn ván mặt nó chỉ có 2 phân thôi. Vâng, ván đây mặt. Cả một mặt. Một mặt là 6 phân luôn, không có khuôn tranh, không có bao quanh đấy. Quá là dày dặn. Vâng. Riêng cái mặt này không, nếu mà so với khuôn tranh nó đắt hơn tầm khoảng 20 mấy triệu. Bộ gì chị nhỉ? Tôi thử làm đấy. Không, đây là trước mặt đấy, vâng. Đây là thô. Thô đấy, còn hoàn thiện mất hơn chục triệu. Hoàn thiện chục triệu chắc, hồi 70 như bộ này. Còn hoàn thiện thì em chưa biết, nhưng mà... Không, giống như bộ này nhưng mà nó thả. Bàn trơn, đúng rồi. Thế thì 60 triệu thô là đúng rồi chị. Còn chị hình dung giờ còn hoàn thiện mất chục triệu, kính kiếc vào 1 triệu. 768. Giá thành thì như bộ mấy bộ này, anh chị xem bộ này rẻ nhất rồi, hợp lý nhất. Đấy mà anh đang thích cái dáng này.
cái thủ gơn gì? Chưa biết. Đấy. Về là hơi vất vả vệ sinh thôi. Hai bộ này thì nếu mà vệ sinh thì bộ này nhàn hơn, bộ này chỉ cần phất trần là sạch rồi. Còn bộ này thì phải phất nhiều lần. Phất trần nhiều lần mới sạch được, bộ này phất qua thôi. Như cái này á. Nhưng mà đang cho lên bộ này là lấy bộ Vân á. Ừ. Thêm 4 triệu thì là lấy bộ Vân đẹp kia luôn. Hàng nó khá là mới. Chắc là không có cái bàn này. Không có bàn thôi. Cái bộ kia chơi vân thì nó lại sang vân hơn. Nó không đục nhưng mà cái vân veo mà khi mà đặt kính lên nhìn đẹp lắm. Bộ này thì ít vân, bộ này không nhiều vân bằng cái bộ kia. Gỗ là một chuyện vân. Vâng, gỗ giống nhau rồi, còn vân veo thì nó tốn công hơn nhiều anh ạ. Nó thật là một cây vân đẹp có khi lựa hàng 10 20 cây ra mới có một cây vân đẹp để mà làm. Nó hiếm hơn rất nhiều. Thoải mái, ôi dồi ôi, cái này người lớn vít chả sao. Đặc nguyên khối không anh? Cái này không bựa được, cái này nặng lắm. Cái này phải người phải tầm 50 cân mới bựa được. Trẻ con 20 30 cân mới bựa cái ghế này được. Đánh bóng lại, sơn xi lại sạch bóng luôn cho anh chị luôn. Ví dụ không may có cái răm nứt răm hay là cựa keo anh xử lý lại hết như mới cho anh. Đúng rồi, chắc chắn, tại vì hàng đồ gỗ mà nói chung là không tránh được cái tình trạng va đập hay là quệt vào đâu gái nó xước tầm răm thì em còn phải xử lý lại cho anh chị mà. Còn sau này anh chị sử dụng em bảo hành cho anh chị trong vòng 5 năm, bảo trì trọn đời luôn. Ngoài này, sau 5 năm thì nó có phí, sau 5 năm ví dụ anh chị mà lên xử lý hàng hay là ấy này nó có một chút phí cho thợ thôi. Có, sau chút em bắt tay nắm đồng vào cho anh chị, tìm đúng đồng để tháo ra. Vân thì nó mới có nhiều vân được, phải đục chạm nhiều hơn một chút. Đâu rồi? Chất lượng gỗ nó như nhau. Nó bụi bặm thôi. Chất vâng y đúc nhau, không khác gì nhau hết. Nó chỉ gọi là chọn được cái vân nó đẹp hơn thì làm thôi. Còn cái này thì phải thổi bụi đi hết, đánh sạch hết cho anh chị một lượt. Để anh chị xem bộ là chị chốt. Vâng. Chừng 10 phút. Vâng. Anh chị cứ thoải mái không sao đâu, anh chị cứ xem người ưng thật sự thích bộ nào thì chốt. Thích rồi. Kiểu vân đẹp này này, thi thoảng em cưa ra được một hai miếng mặt đẹp ấy là thợ phải cất đi. Cất đi vài tháng trời nhiều cái mặt nó còn cất cả năm trời mới thợ mới dám làm. Thì nó đắt hơn 4 triệu là chuyện bình thường. 36. 36. Số đen. 36. Không đúng được. Kích thước nó bằng nhau hết đúng không? Kích thước bằng nhau hết, đều chân 14 của 14 hết mà. 16 đôn, chốt đi. Đôn ra đôi ấy xong ra chị. Giá này thì không gì được. Thôi. Giá đấy thì nói thật với anh chị là bán bộ này đẹp quá rồi. Thôi trả thêm một chút thì em để lại cho rồi. Chứ còn bộ này nó đẹp quá. Giá để cho anh chị ấy quá, không phải lo về giá đâu, thật. Tặng cái đôn này. Giờ từ bây giờ từ vật giả chỉ có 75 thôi. Ý vậy. Thì chị hợp lý là 76 là anh giả đấy. 76 nhưng mà 75 thôi. Đấy hợp lý với chị thôi chứ bọn em nó thật là chưa hợp lý được. Thì chị cũng bảo là nếu như em cảm thấy không bán được thì thôi chị cũng đồng ý hiểu không? Và chị cũng thấy chị không mua được thì thôi chị phải mua ở cái tầm của chị và chị em không bán được thôi chị thì thôi. Thì chị không bắt em. Vâng. Hiểu không? Ok em ghi cái đấy em hiểu mà cái đấy thì chắc chắn rồi. Chị bảo rồi chị chỉ mua được cái giá ý thôi còn bán hay không là do em bán được thì bán nó không bán thôi em chỉ không ép. Em hiểu không? Hiểu vấn đề gì nói rồi. Nếu mà cảm thấy rẻ quá thì thôi em cứ để lại em bán cho người sau cũng được. Nhất trí. Quan trọng cái vấn đề đấy. Còn anh là anh giảm 76 chứ chị giảm 75 luôn rồi. Ôi bán này phải căng quá ra này. Thật tính chị là một hai bộ này đẹp quá làm bao nhiêu năm trời. Bộ này gỗ này bộ này tích bao nhiêu năm trời làm đấy không phải đâu. Đôi.
Cảm ơn em nhé. Trương Mỹ. Anh chị hai, anh chị ở Trương Mỹ. Trương Mỹ, Hà Nội. Cái điện thoại em mới. Điện thoại là khi mà trong phòng mới rồi. Ừ, các bạn khoa trực tiếp hơn. Ừ, cái nốt cái này của bạn đâu em? Em lại dưới kia, nó giống cái đốt kia thôi, nó giống cái đốt kia thôi. Em lại đang để dưới kia. Không, cái nốt trơn này nó khác gì em? Đốt nào ạ? Cái đốt của nó, cái đốt nhỏ nhỏ như vậy, ý là mặt nó phải vân vân như này chứ. Đúng rồi, vân nó phải như này chứ. Vâng, nó tương tương đầu hết mà. Chị thấy giống chưa? Đấy, đây chị ký đôi này luôn. Đây này, nó vướng lối đi này, em không kê được. Cất vào. Đấy, sau em lấy anh chị một cái đôi nó cũng tương tự như này, gần gần giống này. Hai kính là kính nào? Kính này và kính kia. Đúng rồi, hai cái kính đấy chắc chắn có rồi. Em tưởng anh chị lấy hai kính đôi này cơ. Kính đôi này cần kính. Ngồi cần kính. Ok, được, nhất trí. Thôi đây anh chị ra kia mấy nước em với hóa đơn chị. Như nhau, thiết kế kích thước như nhau mà. Một thợ làm ra. Đây, cái hàng này nó không đục nên nó dày hơn, nó không đục thì nó sẽ dày hơn, nó đục thì nó bị non đi. Dạ vâng, bộ này thì chọn vân, mà thợ phải chọn mất bao nhiêu ngày trời để chọn thì nó phải đẹp hơn rồi. Ôi, chị đúng là anh lấy, chị là hơi tuyệt vời đấy, sắc sảo đấy. Là 2 đôn nhé. Bàn trà rất là tốt quá. Vợ mình không uống trà thì lúc mình ngồi bạn bè. Phải có cái khay trà. Khay trà nhé. Okay. Tại khái là như chị em có. Anh chị anh muốn cọc cho bao tiền ạ? Số lẻ không được. Số lẻ đi. Nên chơi chiều em giao luôn này mà. Đấy thì tiện em lên em giao kính. Địa chỉ nhá. Vâng ạ. Chỉ giao về chỗ wifi. Đây em phát wifi cho. Em bắt.